Chào các bạn. Hôm nay kem Up Design sẽ hướng dẫn các bạn tô môi son và làm ma hồng cho người mẫu nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. <laughs> Mở bức ảnh trong phần mềm Photoshop. Lưu ý, ta giữ phím an và lăn chuột giữa để phóng to thu nhỏ. Giữ phím Backspace và chuột trái để ban qua ban lại bức ảnh. Ta chọn công cụ Magic Laser Tool thì tạo vùng trọn ở đôi môi. Sau khi tạo lập xong vùng trọn, chúng ta vào uh, phần Fill or Adjustment Layer có biểu tượng hình tròn nửa đen nửa trắng. Chúng ta chọn Cover. Ở kênh màu RGB, chúng ta kéo xuống một chút ở kênh Red chúng ta tăng lên một chút rồi sau đó chúng ta vào thuộc tính Mask và chúng ta chỉnh độ Fierer sao cho phù hợp tắt bật con mắt của lớp Adjustment Layer chúng ta thấy hiệu quả của công việc chúng ta vừa thực hiện tương tự Ta chọn công cụ Elliptical Macquarie Tool để tạo hai vùng chọn hình tròn hoặc là hình thoi trên má của người mẫu. Tiếp đó, chúng ta tiếp tục vào thuộc tính Fill or Adjustment Layer, có hình biểu tượng là một vòng tròn, có hai nửa trắng đen. Chúng ta lưu ý là phải đang làm ở trên lớp chứa hình người mẫu. Tiếp tục chọn Cover. Ở kênh RGB, chúng lại tiếp tục kéo xuống một chút ở kinh chúng ta lại kéo lên một chút vào phần thuộc tính mask để chỉnh độ phir cho phù hợp vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công việc xin chào các bạn sau khóa học về trang điểm cho người mẫu trên Photoshop, kênh của chúng tôi sẽ cập nhật những khóa học cung cấp các kiến thức 3D như sử dụng plugin Elemen 3D trên After Effects hay phần mềm Cinema 4D hay những ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong làm phim, như việc tôi đang nói chuyện với các bạn đây. Cùng với đó, chúng tôi sẽ cung cấp các video hướng dẫn, kinh nghiệm trong thiết kế quảng cáo hay edit video ngắn nhưng hữu ích. Bạn nhớ đăng ký kênh Up Design để cập nhật các kiến thức thú vị nhé, và đây cũng là nguồn động viên cho nhóm tiếp tục lao động và cống hiến đến các bạn những kiến thức thú vị. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.